Fire! Josh, what are you doing? Wow! Trong vòng chưa đầy 5 giây mà gần 20 người phối hợp với nhau để đưa chiếc xe trở lại đường đua. đầy kịch tính và hấp dẫn. Các bạn có thấy không? Những anh chàng ảo đỏ mỗi người có các khả năng khác nhau phối hợp, kết hợp lại tạo thành một đội xuất chúng. Để có được một đội xuất chúng như vậy thì điều kiện bắt buộc là bạn cần phải hiểu mình và đọc vị được người khác đó các bạn. Nói thì dễ đó nhưng làm cách nào để chúng ta có được một đội ngũ cùng đồng lòng đáng mơ ước như vậy? Có khóa học hay biết kiếp nào giúp chúng ta có được đội ngũ chất lượng như vậy không hả các bạn? Có đó nha. Không hề nói suông đâu. Palen sẽ trao cho bạn bí kiếp Đó chính là khóa tương tác ứng dụng nhưng tướng học trong việc phân loại bốn kiểu người đặc trưng để từ đó giúp các bạn có được đội ngũ đáng tự hào như trên. Đồng hành với các bạn về bài giảng về bốn kiểu người đặc trưng là những chuyên gia có trên 20 năm kinh nghiệm đảm nhận các chức vụ quản lý cấp cao tại các tập đoàn đa quốc gia. Và họ đã phỏng vấn đánh giá năng lực cho hơn 35.000 người. Các chuyên gia đang có trong tay các học vị như tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân. Bật mí với các bạn, các chuyên gia họ đã bắt tay cùng với nhau để phát triển thành công công cụ chọn nghề, hành nghề đầu tiên của Việt Nam. Với khát vọng, phát triển con người phát triển doanh nghiệp phát triển đất nước nhằm giúp các bạn và người việt nam có thu nhập cao trong tốc đầu asean các bạn ơi tìm được đồng đội xịn đi chung với mình thì điều đầu tiên là mình cần cái gì làm gì thì làm điều đầu tiên đó chính là mình cần phải biết rõ chính mình cái đã sau đó mới hiểu được người khác các bạn có đồng ý với tôi điều kiện này không? Hiểu mình, hiểu người để từ đó tuyển dụng được một đội ngũ hiệu quả là ba món quà bạn sẽ nhận được sau khi tương tác với khóa học này. Nhưng mà khóa học này không dành cho tất cả mọi người đâu nha. Chỉ có năm đối tượng sau đây được học mà thôi. Đó chính là giám đốc điều hành, giám đốc nhân sự, người làm nhân sự, các cấp quản lý và bất kỳ ai muốn giao tiếp tốt hơn và tốt hơn nữa với kinh nghiệm quản trị thực dụng các chuyên gia ba lan luôn xem bạn là trọng tâm của khóa học với quan điểm này bạn sẽ được thưởng thức rõ các nội dung trọng tâm nhất chất lượng nhất và đặc biệt bạn sẽ được tương tác trực tiếp với chuyên gia để hiểu sâu hơn về bài học và nhận được các lời khuyên trọng tâm nhất nhằm giúp bạn trở thành người có thu nhập cao trong tốc đầu ASEAN. Đó chính là khát vọng, là mục tiêu chính của Palen. Và Palen cũng rất mong bạn hãy ủng hộ Palen bằng cách không chia sẻ, không phát tán bất kỳ nội dung nào của khóa tương tác này các bạn nhé. Sự ủng hộ của các bạn sẽ là động lực giúp các chuyên gia còn tâm huyết chia sẻ nhiều bí quyết khác giúp bạn thành công nhanh hơn, bền vững hơn. Đã bao giờ các bạn mơ ước rằng mình sẽ có sự nghiệp thành công như Bill Gates hay Steve Jobs chưa? Có ước mơ rồi, nhưng tại sao các bạn vẫn chưa thành công như những người nổi tiếng? Câu trả lời đơn giản thôi, chắc các bạn cũng đã biết rồi phải không? Bởi vì thành công như một tảng băng trôi, phần trên nó chỉ bé tí tẹo và ai cũng thấy phần nổi này, đầy hào quang này. Nhưng phần cực lớn nằm dưới tảng băng thì mọi người lại không thấy như thái độ nhân tướng chuyên môn đây chính là các phần rất rất quan trọng giúp tảng băng nổi lên giúp chúng ta thành công bền vững đó các bạn. Ba lên sẽ cùng bạn giải mã phần dưới bên tảng băng này bằng những giải đáp trọng tâm nhất giúp bạn thành công khi tham gia khóa tương tác này các bạn nhé. Hãy thường xuyên sử dụng bạn là triệu phú, công cụ chọn nghề, hành nghề đầu tiên của Việt Nam để thành công nhanh và bền vững bạn nhé. Mời bạn truy cập vào website www phú com để biết thêm chi tiết. Ba xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe.